Hello tất cả anh em nha. Hôm nay mình chuẩn bị đi qua F1 Store để mình thay một cái kính chắn gió mới. Kính chắn gió là màu titan đó anh em. Cái này là màu khối nha, mình thay cái màu titan. Thôi nào mình đi nè. Thực sự cái màu titan nó mình thấy rất là đẹp anh em ạ. Nếu mà anh em muốn tham khảo á, thì anh em có thể lên fanpage của F1 Store VN. Nói chung á, là về F1 Store á, hiện tại mình đánh giá về cái đồ chơi xe và độ xe á, cho cái dòng R15V3 của Yamaha là F1 Store khá là chuyên. Từ lúc mà mình mua xe con này nè, rồi mình đi độ những cái món đồ độ đầu tiên, và đến bây giờ thì đa phần mình đều độ ở F1 Store VN. Lúc đấy thì shop chưa mở chi nhánh, chưa đổi địa chỉ. Chi nhánh lúc trước á, thì F1 Store nó nằm ở 26 Phạm Hữu Chí, quận 5. Tại đó thì nói chung là mình cảm thấy rất là thoải mái, tại vì các bạn nhân viên hỗ trợ kỹ thuật, lẫn nhân viên bán hàng và nhân viên kho rất là nhiệt tình đối với mình. Mình cảm thấy được hỗ trợ rất là nhiều. Ví dụ như là mình hỏi cái món A đi, là có một bạn nhân viên ra là chào mình, dạ món này anh muốn xem không, anh lấy em xem, em lấy anh xem, dạ em lấy anh xem nha. Người ta rất là nhiệt tình. Buôn bán thật sự, buôn bán trong kinh doanh, mình cũng trong nghề kinh doanh buôn bán và dịch vụ nên mình biết cái việc mà bán hàng á, thì ở đâu nó cũng bán được hết đó, và hàng ở đâu bạn cũng có thể nhập về được hết, không phải là chỉ mỗi bạn có. Còn cái việc giá cả nó chỉ là quyết định 30% thôi bạn, nó chỉ là quyết định 30% thôi, còn 70% ở lại á là quyết định từ con người của bạn, từ tính cách và cách phục vụ dịch vụ của bạn như thế nào. Ví dụ nha, cái chống đổ đi, mình gắn 600.000, nhưng có một chỗ gắn cho mình có một chỗ báo giá là 650-700 luôn, mình vẫn chấp nhận gắn chỗ đó cho dù cao hơn. Tại vì sao? Tại vì chỗ đó đó người ta có hậu mãi cao, khi bạn mang xe tới người ta rất là nhiệt tình tư vấn hỗ trợ bạn, lấy hàng cho bạn từ A đến Z luôn, rồi cho bạn xem thế này thế kia tùy bạn muốn như thế nào. Chứ người ta không có cảm thấy khó chịu, hay là người ta không cảm thấy như là lấy cho bạn xem mà bạn không mua, người ta lại cũng như là mặt này mặt nọ, không có vấn đề đó. Và cái điều kiện quan trọng nhất á, khi mà khách hàng á lại yêu cầu bạn, nhờ bạn giúp đỡ bạn, nhờ bạn giúp đỡ cái hỗ trợ vấn đề gì đó, bạn rất là nhiệt tình, thì người ta rất là quý, rất là yêu mến cái shop của bạn. Mình nói thật luôn, cái này mình nói thật. Ví dụ nha, ví dụ xe bạn á, dĩ nhiên trên xe á, khi bạn độ đồ độ lên á, nó sẽ có những cái vấn đề trục trặc trong khoảng thời gian nào đó bạn mang xe lại á, mà cái shop đó kiểu nhiệt tình thôi, như nào em cho anh xem đâu, em khắc phục cho, để anh làm được cho. Còn bạn mang lại cái shop á, cái này thì chắc do thời gian em nó mới như vậy đó, rồi em chạy đi hay là thế nào nè. Cái việc mà người ta nhận trách nhiệm với lại cái việc mà chối bỏ trách nhiệm á, nó đáng giá chỗ đó đó các bạn. Thì hồi xưa có một shop đời can mình dán, mình xin phép giấu tên nha, tức là bạn ấy dán á, mình cho bạn ấy hẹn mình là 4 tiếng để dán đời can xe, mình cho hãng bạn ấy là 6-7 tiếng luôn, chỉ cần dán đẹp cho mình, chuẩn chỉ cho mình thôi. Nhưng khi mà đem lại dán và nhận xe á, thì con xe của mình á, cái đèn xi nhan nó có ba lớn nè, chỉ có một chồng lỗ tai, một cái vòng như thế này thôi, mà bạn ấy khoét ba lớn này, khoét cái vùng keo á, thì mình mới đem lại, mình hỏi bạn ấy, thì bạn ấy trả lời đó là em chỉ có thể làm được như vậy thôi, do đặc tính cái xe của anh như vậy. Oh man,
cái xi nhan nó nhu ra một khúc gì thì bạn chỉ cần phép một cái xi nhan như vậy thôi, đâu có càng khó như vậy đâu. Thì bạn ấy lại nói với mình là nếu anh biết anh chỉ em đi, em không biết. Trời ơi, tôi biết thì tôi làm thợ rồi chứ tôi đem ra mấy ông làm gì. Thì cuối cùng thì sau một cuộc nói chuyện mà mình giải thích với các bạn ấy á, thì bạn ấy vẫn làm được cho mình, rõ ràng vẫn làm được luôn, vẫn cắt được càng hoàng. Bạn là thợ mà bạn làm không được sao gọi là thợ, chỉ đơn giản là bạn ấy có nhiệt tình để làm cho bạn hay không thôi. Nên thành ra là ép một con mình đánh giá cao ở cái việc cái dịch vụ số việc này. Đa phần mình đổ hàng xe ở chỗ F1 Store thôi. Đây là địa chỉ mới nè, để mình qua cho anh em xem địa chỉ mới của F1 Store nha. Đây 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 đây, tới rồi tới rồi. Ồ, đông vậy. Đây. Tùng hẹn em đổi cái này nè. Đổi gì? Cái này nè, anh giới thiệu cái Titan gì hôm qua á, nhắn tin cho em giới thiệu. Em mới cái này hả? Mình chơi rất nhiều không? Cái nào? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Quất lên luôn hả? Để em xem coi. Em xem gì đó nè. Đây đẹp mà hả? Bữa nay rộng quá, giờ bữa nay qua đây rộng nha. Hả? Qua đây rộng quá à. Đồ vẫn chưa về luôn hả cô gái? Chưa luôn. Buồn dễ sợ. Có vợ gì mới không? Để em gắn xem. Em có chờ gì không ta? Hả? Em chờ gì? Em chờ hơi nhiều á. Em chờ gì vậy? Cầm bảo vệ tay thắng. Ờ, bảo vệ tay thắng chưa có luôn. Hộp gió. Em chờ cái nướng chưa có không mà. Ủa chị, cái này nè, nó có màu đỏ không? Có. Nó có loại màu đỏ không? Có. Tự nhiên cái xe của em màu xanh kỳ quá. Ủa, có gì đâu kỳ vậy mà. Chắc em mua lại cái màu đỏ. Hai là màu đỏ đúng không? Ồ. Bữa nào em ra gặp là hai luôn. Trước bên đây chuyển qua này nó rộng hơn rất là nhiều. Đây là một số bộ đồ. MIBV, Leovin, SC, Rotech, Austin Racing, Octavovic, R9, Octavovic Titan, Octavovic Full Carbon với lại là Yoshimura. Có con Yoshimura đùi gà. Rất là nhiều bô nhé. Bô đồ rất là nhiều, có thể tham khảo. Tại đây trên đây là một số đồ chơi của xe nữa. Mốt đây mốt thì về ra đổi luôn. Đây là giờ muốn đổi. Giờ làm luôn đi, tại em ra tới đây rồi. Ờ, thay đó rồi chắc cũng nhanh mà. Ừ, nhanh. Ờ, rồi. Cho chị cái trắng gió gần 15 mẫu mới nè. Đổi luôn hả? Ừ. Cái xe gì vậy? Một tay được. Dạ rồi. Dạ rồi, dạ rồi, em đi sợ lên phạm chỉnh chúng ta lại cái này. Đi em. Làm rất là nhiều. Thì trong ngoài này không biết bao nhiêu con rồi đó. Qua đây rộng hơn rồi anh bán nước thêm. Có nước, uống nước thì khác mua luôn. Quá đông rồi anh em ạ. Đông quá nên không có kịp. Ừ, đúng rồi.
Còn mấy cái bình này là gì vậy em? Mấy cái bình đó là để làm cái gì? Cho mấy cái xe nhỏ rồi chơi em, giống như cái bình của nó bằng nhảy thôi, nó lên nó mấy cái tuyết nó bắn. À hiểu rồi. Anh để như vậy thì nó anh lấy như vậy cho nhỏ một thôi. Rồi ok, cảm ơn anh. Dựng tuốt ngoài. Hả? Này kính ti ta đúng không? Cho anh mượn đi. Đây, ti ta là dán carbon đúng không ạ? Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn các chị. Sản phẩm chắn gió hàng titan rất là đẹp luôn. Anh này gắn cái chắn gió đúng không? Đúng rồi. Anh có cái chiếc xe qua đây giùm em. Ok ok. Đây, cầm. Đem cầm cho nó dùm cho. Không thấy. Chưa không thấy. À, đẹp luôn. Đẹp luôn. Không bể hả? Không bể. Đạp. Nó rất là dẻo không? Không bể luôn. Không bể. Hàng chính hãng lát một. Hả? Chắc dạ. Đi chút chứ không phải cái từ lát. Từ mạng chứ không phải vậy. Cái chó này. Chỗ này gắn nhiều đồ quá. Hai lợi. Cái gì? Chỗ này gắn nhiều đồ quá, dám mở. À. À ok ok. Nhiều bên rồi. Hả? Thiếu cái đầu đội 6. Ờ. Quan số. Này. Nó quay được không? Này là Isuzu của CBR. À, có G15 cũng có nữa mà hết hàng rồi. Còn nhiều thứ lắm mà hết hàng rồi nên tạm thời. Nói chuyện qua đây rộng mà. Hàng chưa vậy. Này là đuôi đèn. Cái hộp xi nhan. Theo em bộ xịn luôn á. Ở đây có rất nhiều loại bô nha anh em. Anh em có thể tham khảo nhiều loại bô ở đây nè. Ví dụ như là AK Bovic này, SC Rocheck này, Austin Racing hoặc là Levin MIBV. Nếu mà những xe nhỏ mà R1533 thì thường người ta lên bô R1. Con R1 Titan này khá là đẹp. Phần carbon Yoshimura, mình thì mình lên Yoshimura nhưng mà nó dạng full carbon R77 á. Con này là con Akovic. Tới đây thì anh em lên bô rồi lên cổ bô á là thở ở đây cho anh em test thoải mái. Bô riêu 7,5 lướt nha, 99% chưa vệ sinh luôn. Đây là bô riêu nha, 7,5 triệu, 99%. Con này 2,3 triệu, 2,3 triệu chắc là hàng 2 he đấy. Anh vô anh mở đèn cho mình quay nè anh em. Replica. Replica. Đi tăng 100% luôn. Nhìn
nhìn đẹp quá trời này, màu titan nhìn khá là đẹp. Đây là xi nhan, là xi nhan đồ chơi anh em á. Này là cụm công tắc Spirit Big. Rồi xi nhan mũi tên, xi nhan đồ chơi rất là nhiều. Cái này là Audi nè. Tết Audi. Địa chỉ cũ á là 26 Phạm Hữu Chí. Nhưng mà bây giờ thì chuyển sang là địa chỉ mới là 199 Đỗ Ngọc Thạch nha. Không gian thì rất là rộng, thoải mái, nhiều xe. Cái này nữa, ủa, anh nói có về titan chưa, về ốc chưa? Rồi, gì vậy? Đâu coi thử coi. Không, mà ý là lấy anh làm ốc gì? Định đính ốc đây này, chỗ đầu đèn này. Rồi, rồi, cái đó này có. Sao tại giờ chưa có thời gian để nhúng xe? Vậy hả? Dạ rồi, nhưng mà kiểu như là giờ chưa có hết số lượng đặt ở bển á. Ừ. Cũng là titan đúng không? Thì đó, titan mới lên màu được chứ. Bao nhiêu một con? Cái này hả? Ốc titan nè anh em. Rất là đẹp luôn. Đây là màu tím ha. Còn đây là vàng nè. Tím nè. Xanh lục bạc. Về full hết á. Ừ. Mình có lên thì lên. Tại vì bữa nay chưa có về hết. Bữa nay về cũng lâu rồi. Nhúng mấy màu chơi. Lê ơi. Thành quả khi vlog ráp xong hai chiếc chân gió một titan. Rồi sếp mày chính lại mấy con ốc titan nữa. 4 con. Ok thì thành quả đây, thành quả là đầu xe mình như thế này. Hôm nay thì kính chắn gió này là mới về luôn, titan carbon, nên mình đã đổi cái này và lên thêm 4 ốc titan nữa. Ok, rất cảm ơn Tùng nha, đã ưu đãi cho mình để lên được cái kính chắn gió này với lại 4 ốc titan này. Cảm ơn thợ này nè, rất ok, hỗ trợ nhiệt tình và fix luôn cho mình cái lỗi mình bị bung ra cái chỗ dây điện á, và anh thợ cũng đã làm lại hết tất cả mọi thứ cho mình luôn. Ok, respect. Chi nhánh về về 199 Đỗ Ngọc Thạch. Ủa chưa làm biển luôn hả? Chưa, đang chuẩn bị dán. Con này sửa gì hả? Làm xi nhan của ông Bi Đức á. À. Nó lại xi nhan. Cái gì anh em lại 199 Đỗ Ngọc Thạch nha, F1 Store chi nhánh chính, nhưng mà giờ lại đây cho nó rộng rãi, mặt bằng thoải mái hơn. Về luôn nha cô gái. Bữa sau ghé. Vâng. Dạ. Em về nha anh. Em về nha. Ok ok, okay. Cảm ơn nha. Bye bye. Đông quá à, nha anh. Hôm nay chủ nhật không làm tới 5 giờ. Vậy nha. Ok, cảm ơn nha. Rất cảm ơn anh Tùng F1 đã ưu đãi cho mình một số nha. Thôi cái. Nếu các bạn có nhu cầu á, đến với F1 Store đi. Thì thật sự thì ở đây với dịch vụ cũng rất là ok, nhân viên rất là nhiệt tình, hỗ trợ của mình, hỗ trợ mình mọi thứ luôn. Và nhiều khi các bạn quen với shop rồi á, thì anh Tùng, chị Nhi sẽ hỗ trợ mình giảm giá ưu đãi rất là nhiều. Chưa kể là ở đây về đồ chơi của R15V3 hay là những con mà Sport Bike CC 150 á, rất là đa dạng luôn. Đồ cũng khá là nhiều đa dạng. Mình
có thể đến đây và chiêm ngưỡng như nãy mình có quay á, rất là nhiều đồ từ kính chắn gió này, bô này, chống đổ này, rồi bảo vệ tay thắng này, bao tay, cắt đuôi, đèn các loại, đèn tôn cũng có nữa, đèn tôn như bên ảnh cũng đang sale ri công lắp. Wow, bét nhà đó nhỉ. Mấy hôm rày á, Sài Gòn mưa vẫn chưa có dịp đi rửa xe nữa, tại vì đi làm luôn. Về dịch vụ á, về F1 to thì mình đánh giá 5 sao nha. Về chất lượng dịch vụ này, rồi về hàng hóa này cũng đa dạng cho bạn lựa chọn, ưu đãi về chất lượng dịch vụ. Cái dịch vụ là cái quan trọng nhất, như bạn lúc nãy, bạn thấy lúc nãy đó, xe của bạn có bị bất kỳ vấn đề gì, nhân viên kỹ thuật ở đó, mọi người ở đó đều hỗ trợ rất là nhiệt tình, fix lại 100% lỗi cho các bạn, chứ không bao giờ nói là tại anh hay là tại em chạy thế này thế kia, không bao giờ cả. Người ta vẫn hỗ trợ mình từ A đến Z, fix lại những cái lỗi đó cho mình. Rồi còn về việc là khi xe bạn mà lại đổ xe mà có vấn đề gì á, mà cần thắc mắc á, hỏi á, người ta vẫn giải trình cho các bạn, giải thích cho các bạn. Nếu lỗi đó người ta fix được là người ta sẽ sẵn sàng fix luôn, người ta không có từ chối. Chứ mình thấy á, đa số á, cái dịch vụ, cái số việc của mọi nơi, của nhiều, của một số nơi á, cứ mang xe lại độ của họ thì ok. Còn mình nói là anh ơi xe lại giùm em cái này, là bắt đầu họ bảo, họ bắt đầu có cảm giác như là bắt ra rồi. Họ có cảm giác như là ở này em không biết anh ơi, em không rành nữa hay như thế nào đó, không hỗ trợ mình. Thật sự á, người ta mua hàng á, người ta bỏ tiền á, người ta mua hàng á, người ta sẽ muốn tận hưởng được cái dịch vụ nó nhiều hơn là về cái mặt hàng. Chất lượng dịch vụ nó quan trọng nhất. Nên mình thấy bây giờ nếu ai á mà đi theo cái gu là chất lượng dịch vụ á, thì chắc chắn sẽ có tương lai. Thì đặt bản thân mình, đặt bản thân của các bạn là một người đi mua sắm cái gì đó và có nhu cầu gì đó, thì các bạn cần, các bạn thích, các bạn yêu quý cũng là về cái chất lượng dịch vụ thôi, đúng không? Mình có thể bỏ ra thêm 50.000, 100.000 nữa để mình mua lại một nơi có cái chất lượng dịch vụ, hậu mãi tốt, bảo hành cho mình, an tâm. Chứ mình cũng không có nhất thiết là cần một cái nơi nào đó mà rẻ nhưng mà sau đó là có vấn đề gì mình chịu hết. Đang về. Giờ này nắng nóng quá anh em ạ. Giờ khoảng là tầm 34 độ C á, 45 độ C á, trong khi mình đang mặc áo khoác jean đen nữa. Ôi trời, nắng mát luôn á. Clip mình tạm dừng tại đây nhé. Cảm ơn em đã xem clip và theo dõi mình.
chúc anh em một